Được chưa ạ? Được rồi ạ. Vâng. Xin trân trọng giới thiệu với cả các bạn học viên, cử nhân Trần Thị Nga, cô đến từ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Bạch Mai. Sau đây cô sẽ đến với các bạn với bài phòng và kiểm soát lây nhiễm đậu mùa khỉ và adenovirus. Em xin trân trọng kính mời cô vào bài ạ. Vâng ạ. Tôi cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các anh chị đến giờ này cũng đã vẫn còn ở trong lớp rất là đông để tham gia cái buổi cập nhật các cái kiến thức liên quan đến đậu mùa khỉ và dịch bệnh adenovirus. Thế thì với nội dung bài trình bày của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hôm nay sẽ tập trung vào nội dung phòng và kiểm soát lây nhiễm hai cái bệnh mới nổi này. Thế thì vào nội dung đầu tiên là nội dung liên quan đến phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm đậu mùa khỉ. Thì bài trình bày của tôi với nội dung này thì gồm có 3 phần. Thứ nhất là sẽ trình bày về dịch tễ học của bệnh đậu mùa khỉ. Thứ hai là cùng các anh chị thống nhất lại các cái nguyên tắc phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ và các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh ở trong các cái cơ sở y tế. Thế thì chúng ta cùng điểm qua một chút về cái tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ. Đậu mùa khỉ thì là một bệnh truyền nhiễm từ động vật do virus đậu mùa khỉ gây ra. Và tới ngày 23 tháng 8 năm 2022 thì cái dịch bệnh này đã có mặt ở 96 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với tổng số ca nhiễm là 44.503 ca. Và từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2022 thì có 12 trường hợp tử vong được thông báo tại các cái quốc gia như là Trung Phi này, Ấn Độ, Tây Ban Nha. Và đến ngày 23 tháng 7 năm 2022 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra tuyên bố đậu mùa khỉ là một trong những trường hợp khẩn cấp nó có ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Và tại Việt Nam của chúng ta hiện nay thì chúng ta cũng chỉ mới ghi nhận một ca đậu mùa khỉ, và đến nay thì tình trạng bệnh nhân này rất là ổn định và cái khả năng lây nhiễm ra cộng đồng là không có, vì chúng ta khi mà phát hiện ra bệnh nhân thì chúng ta đã triển khai các cái biện pháp phòng ngừa rất là chuẩn mực và các anh chị cũng hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên rằng không phải là chúng ta không có nguy cơ lây nhiễm các bệnh này, vì hiện nay các anh chị cũng đã biết là cái việc mà chúng ta cái du lịch chúng ta cũng rất là phát triển đúng chưa ạ, và có rất là nhiều người đi du lịch ở các nước khác nhau, chính vì thế mà cái nguy cơ dịch bệnh cũng nó cũng thường trực có. Chính vì thế mà hôm nay Bệnh viện Bạch Mai cũng đưa ra một cái buổi cập nhật các cái kiến thức cũng như là các cái biện pháp phòng chống dịch để giúp cho chúng ta có các cái kiến thức cơ bản nhất để áp dụng vào thực tế. Thế thì diễn biến của bệnh đậu mùa khỉ thì như thầy Thái cũng đã nói là bệnh này thì nó sẽ có bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ủ bệnh, thì thông thường cái giai đoạn này nó diễn ra trong khoảng từ 6 đến 13 ngày. Và cũng có những cái trường hợp mà nó kéo dài đến thậm chí là 2 đến 3 tuần. Và ở cái giai đoạn này thì với những cái người mắc các cái virus đậu mùa khỉ thì có thể là không xuất hiện các cái dấu hiệu triệu chứng gì. Và với giai đoạn này thì cái khả năng lây nhiễm cho người khác là cũng hầu như là không có. Thế thì sang đến cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn khởi phát. Giai đoạn khởi phát này thì thông thường là nó xuất hiện từ 1 đến 5 ngày sau cái giai đoạn của bệnh, và nó có các cái biểu hiện như là sốt này, đau đầu, mệt mỏi, đau họng, đau cơ. Và riêng cái giai đoạn này thì là cái nguy cơ lây nhiễm ra cho các người xung quanh là rất là cao. Rồi giai đoạn thứ ba là giai đoạn toàn phát, là ở trên da của những cái người bị đậu mùa khỉ xuất hiện những cái xuất hiện ban, các cái nốt. Và thông thường thì là những cái ban, cái nốt này nó xuất hiện sau từ 1 đến 3 ngày sau khi sốt. Đấy. Và sang đến cái giai đoạn cuối cùng, cái giai đoạn thứ tư là cái giai đoạn phục hồi, là những cái các cái triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ thì có thể kéo dài từ 2 ngày cho tới 4 tuần, và nó sẽ có thể là tự khỏi. Tự khỏi thì cái này cũng đã được thầy Thái đề cập đến trong cái bài chia sẻ đầu tiên.
Thế thì con đường lây truyền bệnh đậu mùa khỉ diễn ra như thế nào? Thì thưa với các anh chị rằng đậu mùa khỉ thì hiện nay nó sẽ chủ yếu lây truyền qua hai con đường. Con đường thứ nhất là lây truyền qua đường tiếp xúc, có thể là tiếp xúc với các cái vị trí da bị tổn thương, các cái nốt ban, nốt mẩn. Rồi là tiếp xúc với các cái đồ dùng vật dụng mà nó có chứa cái virus đậu mùa khỉ này ở những cái bệnh nhân mắc bệnh. Và cái con đường thứ hai là con đường lây truyền theo đường giọt tiết hô hấp. Thì với giọt tiết hô hấp nó sẽ có thể gây bệnh qua các cái giọt tiết có kích thước lớn hơn 5 micromet và nó có khả năng phát tán trong vòng bán kính 2 mét. Khi mà những cái bệnh nhân có cái biểu hiện ho này rồi phát ra những giọt tiết hô hấp đó thì nó có khả năng lây nhiễm cho những cái người xung quanh. Còn cái con đường lây truyền nhiễm khuẩn lây truyền đậu mùa khỉ thứ ba là có thể là lây truyền theo đường không khí. Cái này thì chủ yếu là diễn ra ở những cái bệnh nhân mà có các cái thủ thuật tạo khí dung. Những cái thủ thuật tạo khí dung, những cái bệnh nhân nặng có tim phổi nhân tạo rồi có các cái kỹ thuật thủ thuật can thiệp vào đường thở thì nó có thể tạo ra các cái giọt tiết hô hấp vô cùng nhỏ bé mà nó có khả năng phát tán trong phạm vi bán kính là 50 mét. Thế thì tác nhân gây bệnh đậu mùa khỉ này nó có khả năng tồn tại ở trong môi trường bao nhiêu ngày? Thì thưa với các anh chị rằng đậu mùa khỉ là một loại virus mà nó có khả năng tồn tại ở trên rất nhiều các cái bề mặt môi trường, các cái bề mặt đồ dùng vật dụng thiết bị và nó có khả năng tồn tại ở ngoài môi trường trong khoảng từ 1 đến 56 ngày tùy vào cái điều kiện nhiệt độ, độ ẩm ở cái địa phương đó. Thế thì các cái nguyên tắc phòng và kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ chúng ta ở trong các cơ sở y tế chúng ta thực hiện ra sao để nhằm giảm thiểu cái nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế cũng như là cho các cái người bệnh có mặt ở trong các cái khoa phòng, các cái cơ sở y tế thì cũng giống như là các cái bệnh truyền nhiễm khác thì đậu mùa khỉ cũng chúng ta cũng sẽ triển khai các cái biện pháp phòng ngừa. Thứ nhất là ở các cơ sở y tế thì chúng ta phải triển khai cái biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm và cách ly kịp thời các cái bệnh nhân nghi nhiễm hoặc là nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Và cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta sẽ phải áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa lây truyền bệnh tùy vào điều kiện thực tế cũng như là tùy vào cái tình hình bệnh hoặc là tùy vào các cái thủ thuật mà chúng ta thực hiện ở trên bệnh nhân để chúng ta áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa phù hợp. Và cái nguyên tắc thứ ba là cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ phân loại đánh giá cái nguy cơ phơi nhiễm đậu mùa khỉ cho nhân viên y tế ở những cái người mà tham gia chăm sóc điều trị cho bệnh nhân cũng như là ở trong các cái cơ sở y tế mà có chăm sóc bệnh nhân đậu mùa khỉ và áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa phơi nhiễm cho nhân viên y tế sau khi tiếp xúc với các cái tác nhân gây bệnh này. Thế thì đi vào nguyên tắc đầu tiên là cái nguyên tắc sàng lọc và phát hiện sớm cách ly kịp thời thì ngày 26 tháng 8 năm 2022 Bộ Y tế chúng ta đã ban hành cái quyết định 2306 liên quan đến cái việc hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm đậu mùa khỉ ở trong các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Và trong cái quyết định này thì cũng đã đề cập rất là rõ cái việc mà tại các cơ sở y tế chúng ta sẽ triển khai cái biện pháp sàng lọc cách ly như thế nào. Thì với bệnh đậu mùa khỉ cũng yêu cầu các cơ sở y tế chúng ta là ngay tại cổng chúng ta phải có các cái biển báo để giúp cho những cái bệnh nhân mà có các cái biểu hiện nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ người ta đi vào các cái phòng khám riêng để giảm thiểu cái nguy cơ lây nhiễm cho những cái người xung quanh cho bệnh nhân cũng như là cho nhân viên y tế ở cái cơ sở y tế đó. Và tại cái khu vực khám sàng lọc này thì phải bố trí đầy đủ các cái phương tiện như là phương tiện vệ sinh tay này, phương tiện phòng hộ cá nhân tùy vào tình huống rồi là phải bố trí các cái khu vực chờ khám cho các cái đối tượng đến khám và tại các cái vị trí này thì các cái người bệnh được bố trí giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là từ 1 đến 2 mét.
Và những cái nhân viên y tế mà các cái bác sĩ mà thăm khám trực tiếp cho những cái bệnh nhân nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ thì phải mang các cái phương tiện phòng hộ cá nhân như là khẩu trang y tế, mũ, rồi là áo choàng, găng tay, và phải áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất, rồi phải bố trí một cái buồng để thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm, vì các anh chị đã biết là để chẩn đoán xác định bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta phải thực hiện cái xét nghiệm PCR đúng chưa ạ, và có thể là dịch tiết hô hấp hoặc là dịch tiết ở các cái vị trí các cái nốt ban của bệnh nhân. Thế thì yêu cầu đối với các cái khu vực cách ly, các cái khu vực mà khám sàng lọc bệnh nhân thì chúng ta phải đảm bảo các cái yêu cầu ra sao? Thì thưa với các anh chị rằng cái yêu cầu này thì chúng ta cũng đã được nhắc đến rất là nhiều trong cái đợt dịch bệnh COVID-19 đúng chưa ạ? Các cái khu vực cách ly bệnh nhân, các cái khu vực mà sàng lọc bệnh nhân thì phải đảm bảo đầy đủ các cái phương tiện cần thiết như là phương tiện phòng hộ cá nhân, phương tiện vệ sinh tay, rồi phương tiện khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, thu gom đồ vải, chất thải đúng quy định. Và mỗi bệnh nhân thì là nếu mà lý tưởng nhất thì nên bố trí những cái bệnh nhân bị mắc đậu mùa khỉ chỉ một bệnh nhân có mặt ở ở trong một phòng bệnh mà thôi. Với các cơ sở y tế mà chúng ta khi mà có nhiều bệnh nhân mà cái điều kiện thực tế của chúng ta nó chật hẹp ạ, chúng ta không thể bố trí riêng mỗi bệnh nhân một phòng được, thì chúng ta sắp xếp những cái bệnh nhân này vào cùng phòng với nhau, và khoảng cách giữa các cái phòng thì các cái giường bệnh cũng phải giữ an toàn tối thiểu là từ 1 đến 2 mét. Và chúng ta phải lưu ý là mọi đồ dùng vật dụng của bệnh nhân, mọi đồ dùng vật dụng khi mà chúng ta sử dụng ở trong các cái buồng bệnh chăm sóc điều trị cho những cái bệnh nhân nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ phải được khử khuẩn trước khi mang ra khỏi buồng cách ly. Và một cái điểm không thể thiếu đó chính là các cái khu vực cách ly, các cái khu vực khám sàng lọc này thì phải luôn duy trì đảm bảo cái thông khí tối thiểu, và cái thông khí thì cái này chúng ta cũng đã được nhắc đến rất là nhiều trong cái đợt dịch COVID-19 đúng chưa ạ? Ở các cơ sở y tế thì chúng ta có thể áp dụng cái biện pháp thông khí tự nhiên, tức là chúng ta thực hiện tối đa nhất tất cả những cái điều kiện thực tế tại cơ sở, ví dụ như là chúng ta có các cái cửa sổ thì chúng ta phải mở thông thoáng này, rồi là chúng ta phải bố trí các cái quạt cấp và hút gió để đảm bảo được cái luồng không khí nó lưu thông ngoài trời và trong buồng bệnh để giảm thiểu cái nguy cơ lây nhiễm, thì cái này chúng ta cũng đã được đề cập đến rất là nhiều trong cái đợt dịch COVID-19 rồi ạ. Còn với cái yêu cầu thứ hai là cái yêu cầu về việc mang phương tiện phòng hộ cá nhân đối với những cái người tham gia trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, những cái người mà thu gom vận chuyển đồ vải cũng như là xử lý chất thải dụng cụ y tế thì yêu cầu ra sao? Thì với những cái nhân viên mà trực tiếp tiếp xúc với những cái người bệnh nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ làm việc ở trong các cái khu vực cách ly, những cái bệnh nhân những cái nhân viên y tế mà tham gia vào quá trình lấy mẫu bệnh phẩm thì chúng ta phải mang đầy đủ các cái phương tiện phòng hộ cá nhân từ găng tay, áo choàng, khẩu trang y tế hoặc là khẩu trang N95 nếu mà chúng ta thực hiện các cái thủ thuật tạo khí dung ở trên bệnh nhân, và phải mang tấm che mặt để đảm bảo được là che kín toàn bộ các cái vị trí nhạy cảm, các cái vị trí niêm mạc mắt mũi miệng của chúng ta. Còn với những cái nhân viên mà tham gia vào cái quá trình vệ sinh bề mặt môi trường, nhân viên thu gom vận chuyển xử lý chất thải đồ vải dụng cụ y tế thì cần phải mang thứ nhất là găng tay cao su dài, thứ hai là phải mang áo choàng, và những cái nhân viên mà xử lý dụng cụ nếu mà trong cái trường hợp có khả năng nước hoặc là các cái hóa chất nó văng bắn ra nhiều ạ thì là cần phải mang tập dề, mang thêm tập dề nữa. Và với những nhân viên này thì chỉ cần sử dụng cái khẩu trang y tế hay còn gọi là khẩu trang giấy là có thể đảm bảo an toàn được, và cũng giống như cái nhóm nhân viên tham gia trực tiếp tiếp xúc với những cái người bệnh thì chúng ta cũng cần phải mang thêm tấm che mặt nữa để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Thế thì cái việc chúng ta mang các cái phương tiện phòng hộ cá nhân và chúng ta tháo bỏ cái phương tiện phòng hộ
này, làm thế nào để giảm thiểu cái nguy cơ phơi nhiễm nhất cho nhân viên y tế chúng ta. Thì thưa các anh chị rằng trong đợt dịch COVID-19 thì chúng ta cũng đã đề cập đến rất là nhiều cái trình tự cũng như là cái kỹ thuật mà chúng ta mang và loại bỏ các cái phương tiện phòng hộ cá nhân. Thế thì trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì tôi chỉ lưu ý với các anh chị một số cái nguyên tắc để chúng ta thực hiện cho đúng tất cả những cái phương tiện phòng hộ cá nhân khi mà chúng ta đã sử dụng vào quá trình chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Cái mặt bên ngoài là cái mặt ô nhiễm, cho nên là tuyệt đối tay chân chúng ta không được tiếp xúc với cái mặt ngoài của bất kỳ một loại phương tiện phòng hộ cá nhân nào. Trên slide các anh chị đang nhìn ở đây thì đây là cái kỹ thuật loại bỏ găng đúng. Găng tay là một trong những cái phương tiện hết sức quen thuộc đối với nhân viên y tế chúng ta, đúng chưa ạ? Và nếu mà chúng ta loại bỏ găng không đúng thì nó là một trong những cái nguy cơ rất là cao để lây nhiễm các cái dịch bệnh cũng như là các cái tác nhân gây bệnh ở trong các cái cơ sở y tế cho chính bản thân nhân viên y tế chúng ta. Thế thì cái nguyên tắc loại bỏ găng tay y tế như thế nào để cho nó đảm bảo an toàn? Thì nếu trường hợp tay các anh chị còn cả hai tay còn găng, các anh chị muốn loại bỏ cái bàn tay có găng thì các anh chị dùng cái bàn tay có găng, dùng hai ngón tay của bàn tay có găng nắm vào mặt ngoài cổ găng của bàn tay đối diện, xong sau đó chúng ta lộn ngược ra ngoài, mặt trong ra ngoài, mặt ngoài vào trong. Và muốn loại bỏ cái bàn tay, cái găng tay thứ hai như thế nào trong khi cái bàn tay kia không còn cái găng tay để bảo vệ nữa, thì chúng ta sẽ dùng một hoặc hai ngón tay chúng ta luồn vào mặt trong cổ găng của bàn tay đối diện, xong sau đó chúng ta lộn ngược ra ngoài, mặt ngoài vào trong, mặt trong ra ngoài, và cái găng tay thứ nhất nằm gọn trong cái găng tay thứ hai, chúng ta thu gom vào thùng chất thải lây nhiễm ở trong các cái khu vực cách ly chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ. Và sau khi chúng ta loại bỏ găng thì lúc này chúng ta sẽ phải vệ sinh tay lại. Tại sao chúng ta phải vệ sinh tay lại? Vì thưa với các anh chị rằng thực tế với các cái găng tay khi mà chúng ta sử dụng ạ, về cơ bản nếu mà chưa sử dụng thì nó có một tỷ lệ thủng rách nhất định. Với nhân viên y tế chúng ta hiện nay, chúng ta sử dụng chủ yếu hai loại găng là găng tay vô khuẩn và găng tay sạch. Thế thì găng tay nào cũng thế, nó đều có cái tỷ lệ thủng rách nhất định, và người ta đã nghiên cứu và thống kê thì thấy được rằng với cái găng tay vô khuẩn thì có một tỷ lệ thủng có khoảng từ 0 đến 8% các cái đôi găng tay vô khuẩn chưa sử dụng đã bị thủng rách, có thể là các cái lỗ thủng to nhỏ tùy vào thực tế. Còn với cái găng tay mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong quá trình chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, đó chính là găng tay sạch ạ, thì tỷ lệ thủng rách của nó rất là cao, có khoảng từ 0 đến 52% các cái đôi găng tay sạch chưa sử dụng đã bị thủng rách. Đấy, thế thì khi đi găng tay sạch chỉ có thể bảo vệ cho nhân viên y tế chúng ta tối đa được 50% thôi. Còn 50% còn lại chúng ta phải bảo vệ mình bằng cách, thứ nhất là sau mỗi một lần chúng ta loại bỏ găng thì chúng ta phải vệ sinh tay. Đấy là cái điểm lưu ý đầu tiên khi mà chúng ta sử dụng găng. Cái điểm lưu ý thứ hai là gì? Là tuyệt đối không bao giờ các anh chị được rửa hoặc là sát khuẩn ngoài găng. Vì nếu khi mà chúng ta rửa hoặc sát khuẩn ngoài găng nhé, thì các cái chất bẩn, các cái máu dịch, các cái vi sinh vật nó có ở bề mặt găng, nó không đi đâu hết đâu các anh chị ạ. Nó sẽ chui theo các cái lỗ thủng, nó xâm nhập vào tay của chúng ta. Với những cái đôi găng tay chưa thủng, khi mà chúng ta dùng hoạt chất chúng ta xà sát thì cái nguy cơ thủng rách nó cao hơn. Còn với những cái lỗ thủng nhỏ thì nó sẽ thủng to hơn, và như vậy thì các cái máu dịch, các cái tác nhân gây bệnh nó sẽ đi theo các lỗ thủng đấy và nó làm ô nhiễm bàn tay của chúng ta. Chính vì thế tuyệt đối không bao giờ các anh chị được rửa hoặc sát khuẩn ngoài găng. Đấy là cái lưu ý thứ hai. Cái lưu ý thứ ba đối với chúng ta là gì? Là nếu trong trường hợp các anh chị chăm sóc cho những cái bệnh nhân mà nếu trường hợp bằng mắt thường tay của chúng bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy găng tay nó bị ô nhiễm bởi một lượng lớn máu và dịch thì chưa đến thời điểm cần phải loại bỏ găng, lúc đó chúng ta cũng nên thay găng, chúng ta vệ sinh tay, chúng ta đi găng mới, như thế để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Vì nếu mà lượng máu dịch nó có ở trên bề mặt găng thì nếu không may cái găng thủng nó sẽ đi theo các cái lỗ thủng đấy và nó thâm nhập vào tay của chúng ta, và như thế thì cái nguy cơ chúng ta phơi nhiễm với các tác nhân gây bệnh là rất lớn. Đấy, cái này các anh chị lưu ý giúp ạ.
Còn với một số những cái thực hành mà hiện nay nhân viên y tế ở trong các cái khu vực cách ly tuân thủ chưa đúng, đó chính là gì? Là chúng ta lại sử dụng cái bàn tay có găng để chúng ta loại bỏ những cái phương tiện khác, ví dụ như loại bỏ khẩu trang như trên màn hình slide các anh chị nhìn thấy ở đây, hoặc dùng găng tay để loại bỏ mũ hoặc áo choàng, thì như thế là không đúng các anh chị ạ. Găng tay là cái phương tiện ô nhiễm, cho nên là nếu các anh chị mang các cái phương tiện phòng hộ cá nhân khi vào vùng cách ly thì ra khỏi vùng cách ly găng tay phải là cái phương tiện loại bỏ đầu tiên, xong sau đó chúng ta vệ sinh tay và chúng ta mới được phép loại bỏ đến các cái phương tiện khác. Và một cái điểm lưu ý thứ ba là gì? Là với những cái nhân viên y tế mà chúng ta có sử dụng các cái áo choàng hoặc là các cái bộ quần áo để chúng ta mặc khi mà chúng ta vào chăm sóc cho những cái bệnh nhân hoặc chúng ta vào làm việc ở trong các cái khu vực vùng cách ly, đi ra ngoài thì khi mà loại bỏ thì chúng ta cũng sẽ dùng cái biện pháp lộn quận giống như là loại bỏ găng, tức là găng tay chúng ta lộn mặt trong ra ngoài, mặt ngoài vào trong, đúng chưa ạ? Thì khi chúng ta loại bỏ áo choàng, chúng ta loại bỏ các cái bộ quần áo, chúng ta cũng sẽ phải áp dụng như thế, và tay trần của chúng ta chỉ được tiếp xúc với mặt trong của các cái phương tiện của cá nhân này mà thôi. Và khi loại bỏ đến đâu thì chúng ta tuyệt đối không rũ lắc các cái phương tiện này. Đấy là cái điểm lưu ý mà chúng tôi đã nhấn mạnh rất là nhiều trong khi mà chúng ta tham gia đào tạo cho cái dịch bệnh COVID-19, và đến hôm nay dịch bệnh đậu mùa khỉ và Ebola virus thì chúng tôi cũng nhắc lại một lần nữa để cho các anh chị lưu ý. Và khi loại bỏ thì chúng ta tuyệt đối không rũ lắc và chúng ta sẽ cuộn gọn gàng nhất có thể, chúng ta thu gom vào thùng chất thải theo quy định, chứ không bao giờ chúng ta được để nó loang xòa xuống dưới đất như cái hình ảnh các anh chị nhìn thấy ở trên slide ở đây. Vì nếu các anh chị để như thế thì cái môi trường làm việc của chúng ta mà bị ô nhiễm rất là nhiều, và cái bản chính bản thân của nhân viên thì chúng ta là người hít phải các cái tác nhân gây bệnh này. Cho nên là chúng ta lưu ý đến cái kỹ thuật mang cũng như là loại bỏ các cái phương tiện phòng hộ cá nhân để cho nó đúng quy định. Rồi chúng ta áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa lây truyền tiếp theo là liên quan đến cái việc vệ sinh tay, đúng chưa ạ? Thế thì vệ sinh tay hiện nay ở trong các cái cơ sở y tế chúng ta, các anh chị áp dụng chủ yếu cái phương pháp vệ sinh tay thường quy. Và trong thường quy thì chúng ta cũng có hai cách để cho chúng ta vệ sinh tay. Có thể là chúng ta rửa tay với nước và xà phòng, hoặc là chúng ta vệ sinh tay bằng chế phẩm chứa cồn, tùy vào tình huống cụ thể. Nếu trường hợp bàn tay của chúng ta ẩm ướt hoặc bàn tay của chúng ta nhìn thấy rõ những cái vết bẩn bằng mắt thường thì lúc đó các anh chị phải rửa tay với nước và xà phòng. Còn khi tay của chúng ta khô, tay của chúng ta không nhìn thấy các cái chất bẩn, các cái máu dịch nó có trên tay của chúng ta thì chúng ta được phép áp dụng cái phương pháp vệ sinh tay bằng cái chế phẩm chứa cồn. Thế thì năm thời điểm chúng ta cần phải lưu ý trong cái quá trình chúng ta tham gia chăm sóc cho bệnh nhân đậu mùa khỉ cũng như là Ebola virus, không khác gì cái quy định thường quy mà hàng ngày các anh chị hay thực hiện ở các cái cơ sở y tế. Năm thời điểm vệ sinh tay này thì được vắn tắt bằng hai thời điểm trước và ba thời điểm sau. Cái thời điểm trước thứ nhất là gì? Là trước khi chúng ta tiếp xúc với mỗi một bệnh nhân, chúng ta vệ sinh tay, thì tương ứng với nó là sau khi chúng ta tiếp xúc với mỗi bệnh nhân, chúng ta vệ sinh tay. Cái thời điểm trước thứ hai là gì? Là trước khi chúng ta thực hiện mỗi một quy trình hoặc thủ thuật sạch, vô khuẩn, chúng ta vệ sinh tay, thì sau đó là chúng ta có nguy cơ phơi nhiễm với máu, dịch tiết cơ thể của bệnh nhân, chúng ta cần phải vệ sinh tay. Rồi cái thời điểm sau thứ ba là gì? Là sau khi chúng ta đụng chạm, tiếp xúc vào các cái bề mặt môi trường xung quanh bệnh nhân. Các anh chị đã biết là virus đậu mùa khỉ nó có khả năng tồn tại ở ngoài môi trường rất là lâu, ở trên nhiều bề mặt khác nhau, đúng chưa ạ? Có thể tồn tại ở ngoài môi trường từ 1 cho đến 56 ngày, đúng chưa các anh chị? Chính vì thế, các cái bề mặt môi trường xung quanh bệnh nhân, những cái bề mặt mà ở trong các cái khu vực chăm sóc điều trị cho bệnh nhân đậu mùa khỉ thì nó đều có nguy cơ ô nhiễm bởi các cái tác nhân này. Chính vì thế, khi chúng ta đụng chạm, tiếp xúc vào các cái bề mặt môi trường xung quanh bệnh nhân, chúng ta cần phải vệ sinh tay, thì như thế chúng ta mới được an toàn. Và trong năm thời điểm vệ sinh tay này thì nó sẽ có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là để bảo vệ cho bệnh nhân, tương ứng với hai thời điểm trước. Trước khi chúng ta tiếp xúc với mỗi một bệnh nhân, trước khi chúng ta thực hiện mỗi một quy trình
hoặc thủ thuật sạch vô khuẩn ở trên bệnh nhân, chúng ta vệ sinh tay là để cắt đứt cái mầm truyền bệnh từ bàn tay của chúng ta sang bệnh nhân qua các cái thao tác thủ thuật để làm cho bệnh nhân an toàn hơn. Đấy là ý nghĩa đầu tiên. Cái ý nghĩa thứ hai là vệ sinh tay để bảo vệ cho chính nhân viên y tế của chúng ta thì nó sẽ tương ứng với ba cái thời điểm sau. Sau khi chúng ta có nguy cơ tiếp xúc với máu dịch cơ thể của bệnh nhân, sau khi chúng ta tiếp xúc với mỗi một bệnh nhân và sau khi chúng ta tiếp xúc với các cái bề mặt môi trường xung quanh bệnh nhân, chúng ta vệ sinh tay là để cắt đứt cái mầm truyền bệnh từ bệnh nhân qua các cái thao tác thủ thuật và từ các cái bề mặt môi trường sang bàn tay của chúng ta để làm cho bàn tay của chúng ta an toàn hơn. Đó chính là để bảo vệ cho chính chính mỗi nhân viên y tế chúng ta. Thế thì chúng ta khi mà chúng ta áp dụng cái quy trình vệ sinh tay thì các anh chị lưu ý giúp tôi là chúng ta cần phải thực hiện ba cái đủ trong quy trình vệ sinh tay thường quy. Cái đủ thứ nhất là gì? Là chúng ta sẽ lấy đủ lượng hóa chất cần thiết các anh chị ạ, lấy đủ lượng hóa chất. Mục đích của vệ sinh tay là tất cả các cái vị trí ở trên da tay của chúng ta được tiếp xúc với hóa chất, đúng chưa ạ? Chính vì thế chúng ta phải lấy đủ lượng hóa chất cần thiết. Nếu các anh chị vệ sinh tay bằng chế phẩm chứa cồn thì các anh chị phải lấy khoảng từ 3 đến 5 ml cồn khử khuẩn tay. Và thông thường hiện nay ở các cơ sở y tế thì các cái lọ hóa chất vệ sinh tay đều có cái vòi bơm định lượng. Và một lần ấn cái vòi bơm này thì sẽ cho chúng ta tối đa được 2 ml hóa chất. Như vậy, một quy trình vệ sinh tay bằng chế phẩm chứa cồn, các anh chị cần phải ấn 2 lần cái vòi bơm định lượng là đủ lượng hóa chất cần thiết. Còn với cái phương pháp các anh chị rửa tay với nước và xà phòng thì chúng ta chỉ cần ấn 1 lần cái vòi bơm định lượng cho chúng ta được 2 ml xà phòng. Vì trước khi chúng ta lấy xà phòng là chúng ta đã phải làm ướt tay rồi, đúng chưa ạ? Cho nên là chúng ta chỉ cần ấn 1 lần cái vòi bơm định lượng là đủ lượng xà phòng cần thiết cho quy trình rửa tay với nước và xà phòng. Đấy là cái đủ thứ nhất. Cái đủ thứ hai là gì? Là chúng ta thực hiện đủ 6 bước. Quy trình vệ sinh tay thường quy ở đây là quy trình vệ sinh tay 6 bước. Mỗi bước chúng ta thực hiện 5 lần, các anh chị ạ. Bước thứ nhất ở trên slide các anh chị nhìn thấy rồi là chúng ta sẽ chà 2 lòng bàn tay vào nhau để dàn đều hóa chất ra bàn tay. Mỗi bước này chúng ta thực hiện 5 lần. Bước thứ hai là chúng ta chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và kẽ ngoài của các ngón tay 5 lần, xong sau đó chúng ta đổi ngược lại bàn tay 5 lần nữa. Đến cái bước thứ ba là cái bước chúng ta chà 2 lòng bàn tay vào nhau miết mạnh kẽ trong của các ngón tay. Bước này thì chúng ta thực hiện 5 lần. Bước thứ tư là gì? Là chúng ta chà mu của các ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại mỗi một lần mỗi một bàn tay chúng ta sẽ chà đủ 5 lần. Đấy. Và sang đến bước thứ năm là bước nào? Là còn một vị trí nữa chúng ta cần phải làm sạch, đó chính là ngón cái. Vì ngón cái của bàn tay chúng ta nó tách biệt bởi ngón 4 ngón còn lại, cho nên là chúng ta cần phải có một cái bước làm sạch ngón cái và chúng ta chà ngón cái này vào lòng bàn tay kia 5 lần, xong sau đó chúng ta đổi ngược lại bàn tay. Và đến bước cuối cùng là còn vị trí nào ạ? Là còn vị trí da tay, còn vị trí đầu ngón tay của chúng ta thì chúng ta sẽ chụm 5 đầu ngón tay này lại, xoay vào trong lòng bàn tay đối diện, xoay 5 lần, xong sau đó chúng ta đổi ngược lại bàn tay kia. Thì đó là 6 bước của quy trình vệ sinh tay thường quy. Cái này các anh chị nhớ giúp nhé. Cái đủ thứ hai là chúng ta chà đủ 6 bước, mỗi bước chúng ta chà 5 lần. Đó. Và cái đủ thứ ba là gì? Là chúng ta chà đủ thời gian. Các anh chị ạ, chà đủ thời gian. Khi mà cái quy trình vệ sinh tay với chế phẩm chứa cồn, các anh chị dùng cồn khử khuẩn để chúng ta chà tay ạ, thì chúng ta tối thiểu chúng ta sẽ chà từ 20 đến 30 giây là đủ, là tất cả các cái vị trí ở trên bàn tay của chúng ta được tiếp xúc với hóa chất rồi. Còn khi các anh chị rửa tay với nước và xà phòng thì các anh chị sẽ phải thực hiện khoảng từ 40 đến 60 giây. Như vậy thì trong quy trình vệ sinh tay thường quy, các anh chị nhớ giúp tôi là chúng ta sẽ phải thực hiện ba cái đủ. Đủ thứ nhất là lấy đủ lượng hóa chất, cái đủ thứ hai là chúng ta chà đủ các bước và chà đủ số lần trong mỗi bước, 6 bước mỗi bước 5 lần, và cái đủ thứ ba là chúng ta sẽ chà đủ thời gian. Thì chỉ khi đó vệ sinh tay nó mới phát huy được hết cái tác dụng của nó và nó sẽ đảm bảo an toàn cho mỗi nhân viên y tế cũng như chúng ta cũng như là cho bệnh nhân của chúng ta. Đấy là cái biện pháp về vệ sinh tay. Và như vậy thì cái phương tiện vệ sinh tay sẽ phải được trang bị ở tất cả
các cái buồng cách ly, các cái buồng đệm của khu vực cách ly, cũng như là các cái buồng bệnh, buồng thủ thuật, các cái hành lang cầu thang máy, những cái nơi mà có nhiều người qua lại, để tất cả mọi người cùng phải áp dụng cái biện pháp vệ sinh tay này vào trong thực tế. Rồi một cái biện pháp nữa là biện pháp vệ sinh các cái bề mặt môi trường. Thế thì bề mặt môi trường ở trong cái khu vực chăm sóc điều trị cho những bệnh nhân nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ, theo quy định của Bộ Y tế, chúng ta sẽ phải lau tối thiểu ít nhất là 2 lần một ngày và bằng các cái dung dịch khử khuẩn. Và đặc biệt chúng ta chú ý đến các cái bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Những cái bề mặt tiếp xúc thường xuyên là những cái bề mặt mà nó có chiều cao trong tầm với của chúng ta, và thông thường chúng ta sẽ quy ước là những cái bề mặt có chiều cao từ 1,5 mét trở xuống ở trong các cái buồng bệnh, các cái khu chăm sóc điều trị cho bệnh nhân thì được xếp vào là bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Và với những cái bề mặt này thì chúng ta sẽ phải lưu ý về tần suất thực hiện cũng như là về hóa chất sử dụng. Tần suất là phải lau ít nhất tối thiểu là 2 lần một ngày, và hóa chất ở đây là phải sử dụng các cái hóa chất khử khuẩn, ví dụ như là các anh chị hay nghe thấy hóa chất chloramin B này, rồi là những cái hóa chất ví dụ như là Zaven hoặc là một số các cái hóa chất AMO14 mà hiện nay rất nhiều các cơ sở y tế chúng ta đang áp dụng đấy ạ. Rồi một cái biện pháp nữa là các cơ sở y tế chúng ta phải triển khai cái việc quản lý đồ vải cũng như là chất thải và dụng cụ y tế ở trong cái khu vực chăm sóc điều trị cho bệnh nhân này như thế nào để đảm bảo an toàn. Thế thì với những cái chất thải mà phát sinh từ buồng chăm sóc điều trị cho những cái bệnh nhân nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ, thì toàn bộ những cái chất thải ở trong cái khu vực chăm sóc cho những cái đối tượng này là chúng ta sẽ phải được thu gom vào nhóm chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại lây nhiễm, đúng chưa ạ? Thế thì ở trong các cái khu vực này chúng ta sẽ phải bố trí các cái phương tiện. Thứ nhất là cái thùng chất thải sắc nhọn để chúng ta thu gom các cái chất thải sắc nhọn, ví dụ như là kim tiêm, ví dụ như là các cái ống thuốc thủy tinh, khi mà chúng ta bẻ ra nó có đầu sắc nhọn có khả năng làm tổn thương da của chúng ta, hoặc là các cái lăng kính ống nghiệm, các cái lăng kính ống nghiệm bằng thủy tinh dễ vỡ, chúng ta sẽ dùng để thu gom dùng cái thùng kháng khuẩn để thu gom các cái loại chất thải này. Còn với tất cả các cái chất thải khác phát sinh ở cái khu vực chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 không có khả năng đâm chọc xuyên thủng, thì chúng ta sẽ thu gom vào chất cái thùng có lót túi ni lông màu vàng, cái thùng có lót túi ni lông màu vàng, và những cái nhân viên thu gom vận chuyển cũng như là xử lý các cái chất thải này thì phải mang đầy đủ các cái phương tiện phòng ngừa, phương tiện phòng hộ cá nhân để phòng ngừa cái nguy cơ lây nhiễm cho họ. Là chúng ta những cái nhân viên này sẽ phải mang khẩu trang y tế, phải mang găng tay, áo choàng, tấm che mặt, và phải vệ sinh tay ngay sau khi kết thúc mỗi một công việc, mỗi một lần thực hiện cái việc thu gom vận chuyển như là xử lý chất thải này. Đây là một số các cái hình ảnh mà các cái thùng thu gom chất thải phân loại sai ở trong các cái khu vực cách ly điều trị cho những cái bệnh nhân nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ. Thì các anh chị nhìn thấy không ạ? Ở trên slide ở đây thì có những cái cơ sở y tế chúng ta lại thu gom cái chất thải này quá đầy và không đóng, không đậy kín được nắp, hoặc là một số các cái cơ sở y tế chúng ta lại để các cái chất thải này dưới sàn nhà, thì như thế là không đúng. Và bên tay phải màn hình của các anh chị nhìn thấy các cái phương tiện thu gom đúng là phải là những cái phương tiện thu gom mà nó có nắp đậy kín. Các cái chất thải chỉ được phép lưu giữ ở trong các cái thùng có nắp đậy kín này mà thôi. Và khi vận chuyển ra ngoài thì cũng sẽ phải để vào các cái thùng hộp kín, thì như thế nó mới đảm bảo an toàn được. Và sang đến cái biện pháp cuối cùng là cái biện pháp phân loại đánh giá nguy cơ phơi nhiễm cũng như là cái việc phòng ngừa phơi nhiễm cho nhân viên y tế khi mà tham gia chăm sóc và tham gia vào cái quá trình chăm sóc điều trị cho những cái bệnh nhân đậu mùa khỉ ở các cơ sở y tế. Thế thì trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế, cái hướng dẫn 2306 ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế phân ra 4 nhóm nguy cơ đối với nhân viên y tế. Cái nhóm nguy cơ thứ nhất là cái nhóm có nguy cơ cao là những cái người mà tiếp xúc gần hoặc là tiếp xúc trực tiếp với những cái bệnh nhân nhiễm hoặc là nghi nhiễm đậu mùa khỉ, ví dụ như là tiếp xúc vào sờ hoặc là chạm vào các cái vị trí da
bị tổn thương ở những cái bệnh nhân đậu mùa khỉ, và những cái người tiếp xúc gần với những cái bệnh nhân này mà không sử dụng các cái phương tiện phòng hộ cá nhân theo đúng hướng dẫn, rồi hoặc là những cái người mà làm việc trong khoảng cách gần hoặc là ở cùng phòng làm việc và ở trong cái không gian kín, các cái thông khí kém mà không sử dụng các cái phương tiện phòng hộ cá nhân cũng như là khẩu trang theo tình huống tiếp xúc, thì phải được theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày sau khi tiếp xúc với các cái đối tượng này. Và dự phòng phơi nhiễm thì là sẽ thực hiện triển khai tiêm các cái vaccine theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà có nguy cơ ô nhiễm trung bình, là những cái người mà tiếp xúc gần với các cái đồ dùng vật dụng có nguy cơ lây nhiễm. Ví dụ như là tiếp xúc với các cái đồ dùng vật dụng sinh hoạt của người bệnh như là quần áo, chăn màn, ga gối, đúng chưa ạ? Hoặc là một số tình huống có phơi nhiễm đặc biệt khi mà cán bộ dịch tễ trực tiếp tham gia vào điều tra xác minh các cái trường hợp nhiễm hoặc là nghi nhiễm ở trong các cái vùng dịch tễ, ví dụ như là hoặc là ở trong các cái phòng xét nghiệm, thì với cái nhóm đối tượng này cái hoạt động giám sát là cũng vẫn phải theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày sau phơi nhiễm và phải thực hiện báo cáo nếu trong trường hợp mà những cái nhân viên có tiếp xúc gần này có các cái biểu hiện triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ. Và cái dự phòng sau phơi nhiễm là cũng sẽ được hướng dẫn là tiêm các cái vaccine theo quy định, theo khuyến cáo của Bộ Y tế hiện nay. Và cái nhóm tiếp theo là cái nhóm có nguy cơ thấp, là những cái người nghi ngờ có tiếp xúc với những cái bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Trong những cái ví dụ như là những cái tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân có mắc đậu mùa khỉ nhưng mà không sử dụng các cái phương tiện phòng hộ cá nhân, và hoặc là có tiếp xúc ở trong với những cái người có nghi ngờ mắc hoặc là nhiễm hoặc là nhiễm nghi ngờ nhiễm hoặc là bị bệnh đậu mùa khỉ ở trong cộng đồng trong cái khoảng cách từ 1 đến 3 mét. 3 mét. Và với những cái nhóm này thì với cái nhóm nhân viên này thì cũng sẽ phải theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, và cái bộ phận giám sát thì sẽ phải lưu lại thông tin liên lạc để có các cái biện pháp dự phòng tiếp theo. Và với cái nhóm đối tượng này thì cũng sẽ phải được triển khai tiêm vaccine cho theo thứ tự theo đối tượng ưu tiên, ví dụ như là với những cái người mà có sức khỏe có cái sức đề kháng kém hoặc là những cái người mà mắc các cái những cái người lớn tuổi hoặc là các cái trường hợp mà theo thứ tự ưu tiên ở ở trong các cái khu vực khám bệnh chữa bệnh ạ. Ví dụ như là ở những trong cùng một cơ sở y tế nhưng mà nếu mà những nhân viên y tế làm việc ở những cái khoa khám bệnh ở cái nhóm đối tượng ban đầu ấy ạ, thì cái nguy cơ phơi nhiễm là cao hơn, đúng chưa ạ? Vì là bệnh nhân đến những người mà đến khám thì là cái việc sàng lọc ban đầu là rất là khó nếu mà họ không khai báo thực đúng trung thực. Rồi cái nhóm tiếp theo là cái nhóm mà không có nguy cơ, thì với cái nhóm không có nguy cơ là những cái nhóm mà không tiếp xúc với ca bệnh, không không tiếp xúc với ca bệnh đậu mùa khỉ có triệu chứng trong vòng 21 ngày qua, hoặc là các cái nhân viên mà ở trong các cái phòng xét nghiệm khi mà sử dụng đúng các cái phương tiện phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo, thì với cái nhóm đối tượng mà không có nguy cơ này thì cũng sẽ thực hiện tiêm vaccine cho các cái đối tượng ưu tiên theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế hiện nay đang là khuyến cáo. Thế thì với nội dung về phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm đậu mùa khỉ, trên đây là những cái nội dung mà giúp cho các anh chị có cái kiến thức cơ bản nhất về cái việc phòng ngừa nguy cơ phơi nhiễm đậu mùa khỉ. Còn sang cái nội dung thứ hai là cái nội dung phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh do adenovirus ở trong các cái cơ sở y tế, thì các anh chị cũng đã biết là adenovirus thì là một trong những cái dịch bệnh mà cũng xuất hiện
rất là lâu rồi, đúng chưa ạ? Và tại Việt Nam của chúng ta thì từ đầu năm đến ngày 6 tháng 10 năm 2022, thông thường ấy thì ở ở Việt Nam của chúng ta thì với cái adenovirus này ạ, chủ yếu là xuất hiện nhiều ở những cái nhóm bệnh nhi nhỏ tuổi. Và tại bệnh viện nhi thì từ đầu năm đến đến 6 tháng 10 năm 2022 đã ghi nhận hơn 3.000 ca mắc adenovirus, và trong đó có thông báo là có 9 ca có 9 trường hợp đã bị tử vong. Và các cái ca bệnh hiện nay thì có xu hướng tăng nhanh theo từng tuần từ giữa tháng 9 đến nay. Và riêng cái tuần từ 12 đến 18 tháng 9 thì chỉ ghi nhận có 168 ca. Tuy nhiên rằng đến tuần từ 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 thì ghi nhận 1.150 ca bệnh. 1.150 ca bệnh. Và với cái bệnh do adenovirus gây ra ấy, thì xuất hiện quanh năm, nhưng mà đặc biệt phát hiện đặc biệt là phát triển mạnh vào cái thời điểm giao mùa, các cái thời điểm giao mùa, ví dụ giao giữa mùa xuân hè hoặc là mùa thu đông. Và hiện nay thì các anh chị cũng đã biết là với rất là nhiều trường hợp các cái bệnh nhân nhi bị mắc adenovirus và có tiến triển rất là nhanh, đúng chưa ạ? Thì lúc nãy các thầy cô cũng đã chia sẻ với các anh chị rất là nhiều các cái ca bệnh lâm sàng thực tế rồi ạ. Thế thì nguồn truyền nhiễm của adenovirus như thế nào? Thì adenovirus sẽ được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái thời gian ủ bệnh. Thì thời gian ủ bệnh trung bình của cái bệnh do adenovirus xuất hiện trong khoảng từ 5 đến 12 ngày, và trung bình thì là 8 ngày. Tuy nhiên rằng cũng có những trường hợp có những cái bệnh nhân bị mắc adenovirus nhưng cái thời gian ủ bệnh kéo dài trên 12 ngày. Còn cái thời gian mà lây truyền bệnh adenovirus nhanh nhất ấy ạ, thì adenovirus lây truyền nhanh nhất vào cuối cái thời kỳ ủ bệnh và kéo dài cho đến 14 ngày sau khi phát bệnh, hoặc là có thể cao hơn nếu mà trường hợp cơ thể vẫn còn đào thải cái virus adenovirus ra ngoài, thì đó là cái nguồn truyền nhiễm của adenovirus. Còn đường lây truyền adenovirus thì nó hơi khác so với cái đậu mùa khỉ, đúng chưa ạ? Đậu mùa khỉ thì cũng lây qua hai con đường tiếp xúc và con đường giọt bắn. Tuy nhiên rằng đậu mùa khỉ thì cũng có thể lây truyền theo đường không khí nếu chúng ta thực hiện các cái thủ thuật tạo khí dung ở trên những cái bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Nhưng bệnh do adenovirus thì chỉ lây truyền qua hai con đường tiếp xúc và con đường giọt bắn mà thôi, các anh chị ạ. Thế thì cái nguyên tắc phòng ngừa thì nó cũng sẽ khác nhau. Và các cái đối tượng mà mắc bệnh thì thông thường thì chúng ta cũng đã biết là ở mọi đối tượng đều có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên rằng với những cái đối tượng người lớn hoặc là những cái đối tượng các cái những cái bệnh nhân, những cái người mà có mắc bệnh mãn tính thì có sức đề kháng kém, thì cái khả năng bị mắc adenovirus là cao hơn. Còn với trẻ em thì thông thường hay gặp ở độ tuổi từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, đúng chưa ạ? Và nếu trường hợp mà bệnh nhân đã mắc adenovirus rồi, khỏi rồi thì cũng vẫn có thể bị mắc lại adenovirus các cái tuýp khác nhau, vì các anh chị đã biết là với adenovirus thì nó có khoảng trên 50 tuýp mà có thể gây bệnh ở người, đúng chưa ạ? Cho nên là khỏi rồi vẫn có thể mắc các cái nhóm khác nhau, các cái tuýp khác nhau ở ở cái con virus adenovirus này ạ. Và thời gian tồn tại của cái tác nhân virus adenovirus ở trong môi trường là bao lâu? Thì hiện nay người ta thấy được rằng nếu mà ở nhiệt độ phòng thì virus adenovirus có thể tồn lưu được tối đa là 30 ngày, 30 ngày. Còn ở cái nhiệt độ 40 độ C thì adenovirus lại có thể sinh sôi nảy nở tồn lưu ở trên đấy trong nhiều tháng ạ. Và nếu mà ở cái nhiệt độ càng lạnh, người ta thấy được rằng nếu nhiệt độ mà ở trong cái phòng mà âm 200 độ C thì adenovirus này có thể tồn lưu đến hàng năm các anh chị ạ. Tuy nhiên ạ, adenovirus sẽ bị mất động lực và có thể bị tiêu diệt trong khoảng từ 3 đến 5 phút nếu ở trong cái môi trường nhiệt độ 56 độ C, 56 độ C. Và chính vì thế mà chúng ta sẽ phải áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo cái
theo cái đường lây truyền. Chúng ta áp dụng cái biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo đường lây truyền. Và với adenovirus hiện nay thì có 3 cái nguyên tắc như sau. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cũng sẽ phải phát hiện sớm và cách ly kịp thời những cái trường hợp bệnh nhân mắc adenovirus. Và cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta kết hợp cái biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa dựa trên đường lây truyền ở tất cả các cái bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân. Thế thì đi vào cái nguyên tắc đầu tiên là cái nguyên tắc cách ly. Thì nguyên tắc cách ly này cũng giống như là tất cả các cái cách ly khác, đúng chưa ạ? Là cái vị trí khu vực cách ly phải được thông thoáng và phải có đầy đủ các cái phương tiện cần thiết như là trang phục phòng hộ cá nhân, phương tiện vệ sinh tay, khử khuẩn và thu gom chất thải. Và nếu mà lý tưởng thì chúng ta cũng đã nói đi rất là nhiều đúng chưa ạ? Tất cả các cái trường hợp cách ly nếu mà lý tưởng nhất thì mỗi bệnh nhân được nên được bố trí vào một phòng bệnh khác nhau. Tuy nhiên trong cái điều kiện mà chúng ta điều kiện chật hẹp ở các cơ sở y tế, chúng ta không thể bố trí được mỗi một bệnh nhân một phòng thì chúng ta cũng có thể bố trí những cái bệnh nhân này nhiều bệnh nhân trong một phòng bệnh. Tuy nhiên là các cái giường bệnh cách nhau tối thiểu là 1 mét các anh chị nhé, tối thiểu là 1 mét. Rồi là mọi đồ dùng vật dụng thì cũng cần phải vệ sinh khử khuẩn trước khi mang ra khỏi buồng cách ly. Và đây là một số các cái hình ảnh triển khai cái khu vực cách ly ở trong các cái cơ sở y tế. Phải có biển cảnh báo, phải có các cái phương tiện cần thiết như là phương tiện về vệ sinh tay, phương tiện thu gom chất thải, dụng cụ đồ vải, rồi là các cái phương tiện phòng hộ cá nhân như là khẩu trang, găng tay, áo choàng để cho nhân viên y tế sử dụng trong cái quá trình tham gia chăm sóc điều trị cho những cái bệnh nhân này. Thế thì biện pháp phòng ngừa chuẩn phải áp dụng cho tất cả các cái bệnh nhân. Ở đây thì chúng ta đã biết là phòng ngừa chuẩn là một trong những cái biện pháp quan trọng nhất, cơ bản nhất và mọi nhân viên y tế phải áp dụng trong mọi tình huống, đúng chưa ạ? Phòng ngừa chuẩn thì được thực hiện ở các cái quy định. Thứ nhất là liên quan đến vệ sinh tay. Quy định thứ hai là liên quan đến vấn đề vệ sinh hô hấp. Vệ sinh hô hấp, đặc biệt là vệ sinh mũi, họng, mắt, đúng chưa ạ? Vì adenovirus là một trong những cái bệnh rất là dễ lây qua các cái con đường niêm mạc mắt, mũi, họng này. Và cái nguyên tắc thứ ba, cái quy định thứ ba liên quan đến vấn đề vệ sinh bề mặt môi trường. Bề mặt môi trường thì cũng giống như tất cả các cái bệnh truyền nhiễm khác thì cũng sẽ phải được vệ sinh khử khuẩn ít nhất là 2 lần một ngày và bằng các cái hóa chất khử khuẩn. Và cái biện pháp thứ tư là phải sử dụng các cái phương tiện phòng hộ cá nhân. Phải sử dụng các cái phương tiện phòng hộ cá nhân cần thiết. Phòng hộ cá nhân cần thiết. Ví dụ như là khi mà vào chăm sóc cho những cái bệnh nhân lây truyền theo đường tiếp xúc, đúng chưa các anh chị? Thì chúng ta sẽ phải mang găng tay, mang khẩu trang, rồi là mang áo choàng, mang kính tấm che mặt trong những cái trường hợp mà chúng ta làm các cái thủ thuật có nguy cơ băng bắn máu dịch lớn ở trên bệnh nhân. Rồi cái nguyên tắc thứ năm là cái nguyên tắc mà sắp xếp bố trí người bệnh ở trong các cái buồng phòng. Thế thì cái nguyên tắc sắp xếp người bệnh này thì nó cũng quy định rất là rõ là nếu trong trường hợp một phòng có nhiều bệnh nhân khác nhau thì chúng ta sẽ phải bố trí khoảng cách giữa các giường bệnh phải được an toàn. An toàn ở đây là tối thiểu là 1 mét, càng cách xa càng tốt thì nó sẽ giảm thiểu cái nguy cơ lây nhiễm. Rồi là tất cả mọi bệnh nhân khi mà có mặt ở trong cái buồng bệnh, những cái bệnh nhân có mặt ở trong các cái buồng cách ly, những cái bệnh nhân mà mắc adenovirus thì là cũng được khuyến cáo là sẽ phải mang khẩu trang, đúng chưa ạ? Mang khẩu trang. Rồi là với nhân viên y tế chúng ta thì chúng ta cũng sẽ phải triển khai cái biện pháp tiêm an toàn và phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn, đúng chưa ạ? Phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn. Là một trong những cái biện pháp mà giúp nhân viên y tế chúng ta giảm thiểu cái nguy cơ lây nhiễm các cái tác nhân gây bệnh theo đường máu và đường dịch tiết. Rồi chúng ta phải xử lý dụng cụ, đồ vải, chất thải đúng quy định. Tất cả những cái đồ vải, chất thải ở cái khu vực cách ly này thì chúng ta cũng sẽ phải thu gom vào trong các cái phương tiện có thùng nắp đậy kín, Còn cái quy định vệ sinh tay này thì cũng đã nói rồi đúng chưa ạ? Rất là quen thuộc rồi và lúc nãy ở cái nội dung về phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ thì tôi cũng đã nhấn mạnh rất là kỹ với vệ sinh tay thì chúng ta phải luôn luôn lưu ý 3 cái đủ đúng chưa ạ? 3 cái đủ, đủ thứ nhất là hóa chất, đủ thứ hai là đủ các cái 6 bước, mỗi bước 5 lần và cái đủ thứ ba là đủ về thời gian thì cái này không nhắc lại nữa.
Thế thì cái biện pháp phòng ngừa dựa trên đường lây truyền ở đây thì trong cái bảng này tôi cũng đã liệt kê rất là chi tiết. Nếu mà chúng ta dự phòng lây truyền theo đường tiếp xúc là phòng ngừa các cái tác nhân gây bệnh, gây nhiễm khuẩn qua tiếp xúc với người bệnh hoặc là tiếp xúc với môi trường. Cái nguyên tắc thực hiện thì chúng ta sẽ bố trí buồng riêng cho mỗi bệnh nhân, đúng chưa? Cũng đã nói rồi. Và nếu không có điều kiện thì chúng ta sẽ phải duy trì tối thiểu khoảng cách 1 mét giữa các giường bệnh với nhau. Và những cái nhân viên chăm sóc cho những cái bệnh nhân này thì sẽ phải mang áo choàng, găng tay khi tiếp xúc với người bệnh hoặc là khi tiếp xúc với bề mặt môi trường, và mang các cái phương tiện phòng hộ cá nhân thì sẽ phải được thực hiện ở cái buồng đệm ngay trước khi vào buồng cách ly các anh chị nhé, chứ không phải là chúng ta vào buồng cách ly xong rồi lúc đó chúng ta mới vào trong cửa buồng bệnh xong lúc đó chúng ta mới vào các phương tiện phòng hộ cá nhân, thì như thế nó sẽ không còn đảm bảo an toàn nữa, mà phương tiện phòng hộ cá nhân thì sẽ phải mang trước khi vào buồng cách ly và phải loại bỏ ngay sau khi ra khỏi buồng cách ly. Cái này thì chúng ta cũng đã biết rồi là trong đợt dịch COVID-19 quy định về khu vực cách ly ra sao, đúng chưa ạ? Mỗi một buồng cách ly thì sẽ phải có cái phòng đệm, cái phòng đệm thì phòng đệm sẽ phải bố trí ở bố trí hai vị trí khác nhau. Thứ nhất là phòng đệm sạch là cái nơi mà giúp cho nhân viên y tế mang các cái phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định trước khi vào để chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, đúng chưa? Khu vực đấy là khu vực đệm sạch, phải có đầy đủ hóa chất vệ sinh tay, có đầy đủ găng tay, áo choàng, rồi là kính tấm che mặt trong trường hợp cần thiết, mũ giấy, và chúng ta sẽ phải có một cái vị trí khu vực buồng đệm bẩn là cái vị trí để cho chúng ta loại bỏ các cái phương tiện phòng hộ cá nhân khi ra khỏi khỏi buồng cách ly. Đấy là cái nguyên tắc liên quan đến dự phòng theo đường tiếp xúc. Còn với cái nguyên tắc dự phòng lây truyền theo đường giọt bắn, mục đích là để chúng ta ngăn ngừa các cái tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện nói chung và các cái tác nhân virus adenovirus nói riêng qua các cái tiếp xúc gần với các cái chất tiết hô hấp ở bệnh nhân. Và nguyên tắc chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ thực hiện ra sao? Chúng ta cũng sẽ phải bố trí các cái buồng riêng cho mỗi một bệnh nhân hoặc là những cái người bệnh có cùng biểu hiện vào một buồng riêng. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên các anh chị cần phải nhớ áp dụng trong mọi tình huống. Còn nếu trường hợp chúng ta không thể bố trí được buồng riêng thì chúng ta sẽ phải duy trì khoảng cách tối thiểu giữa các giường bệnh là 1 mét, đúng chưa ạ? Và nhân viên y tế sẽ phải mang đầy đủ áo choàng, găng tay, khẩu trang ngoại khoa khi tiếp xúc với người bệnh hoặc tiếp xúc với môi trường. Với adenovirus lây truyền theo đường tiếp xúc đường giọt bắn thì hoàn toàn chúng ta không phải sử dụng đến khẩu trang N95 giống như là đậu mùa khỉ, đúng chưa ạ? Riêng đậu mùa khỉ, hôm nay có hai bệnh nhé, bệnh đậu mùa khỉ và bệnh do adenovirus, thì riêng đậu mùa khỉ nếu chúng ta chăm sóc điều trị cho những cái bệnh nhân mà những cái bệnh nhân đó phải thực hiện các cái thủ thuật có nguy cơ phát tán ra các cái giọt nhỏ, ví dụ như là chúng ta thực hiện các cái thủ thuật tạo khí dung cho bệnh nhân thì bắt buộc chúng ta phải mang khẩu trang N95. Tuy nhiên rằng với bệnh do adenovirus thì lúc này các anh chị chỉ cần mang khẩu trang y tế là có thể đảm bảo an toàn được. Đó, các anh chị lưu ý là như vậy. Và chúng ta cũng sẽ phải mang các cái phương tiện phòng hộ cá nhân ngay trước khi vào buồng cách ly và loại bỏ sau khi khỏi buồng cách ly. Và với những cái người bệnh thì chúng ta sẽ khuyến cáo là những cái người bệnh mà có khả năng lây truyền theo đường giọt bắn. Ở đây thì với những cái bệnh nhân bị mắc adenovirus thì chúng ta yêu cầu bệnh nhân phải mang khẩu trang ngoại khoa, khẩu hay còn gọi là khẩu trang y tế trong quá trình bệnh nhân điều trị ở các cơ sở y tế. Và nếu trường hợp mà chúng ta phải vận chuyển bệnh nhân ra ngoài, trong trường hợp mà chúng ta phải thực hiện một số các cái kỹ thuật cao ấy ạ, mà tại cái buồng cách ly đó chúng ta không thể thực hiện được mà chúng ta phải chuyển bệnh nhân ra ngoài ạ, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ phải yêu cầu bệnh nhân mang khẩu trang trong suốt quá trình chúng ta vận chuyển bệnh nhân ra ngoài. Còn cái việc là chúng ta hạn chế tối đa nhất cái việc đưa bệnh nhân ra ngoài các anh chị nhé, chỉ trong những cái trường hợp hết sức cần thiết thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới phải đưa bệnh nhân ra ngoài, và khi trong quá trình vận chuyển thì chúng ta cũng yêu cầu bệnh nhân phải mang đầy đủ tất cả các cái phương tiện phòng hộ cá nhân này. Đấy là cái lưu ý đối với cái nguyên tắc dự phòng lây truyền theo đường giọt bắn.
Còn lại là trong một số tình huống ở các cơ sở y tế thì chúng ta vẫn có đối tượng người nhà vào để tham gia chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, đúng chưa ạ? Thế thì ở các cơ sở y tế nếu mà lý tưởng nhất thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc cho các cái người nhà, các cái khách đến thăm vào thăm những cái bệnh nhân này. Vì nếu khi mà vào thăm mà trong những cái thời gian bệnh nhân có các khả năng lây bệnh cao ấy thì nó sẽ có khả năng làm cho những cái người nhà hoặc là những cái người vào thăm có nguy cơ bị mắc cái bệnh này rất là cao, đúng chưa ạ? Cho nên là ở các cơ sở y tế chúng ta hạn chế tối đa cái việc cho người nhà vào chăm sóc. Còn nếu mà người nhà vào chăm sóc cho những cái bệnh nhân này thì chúng ta cũng phải yêu cầu trong suốt quá trình người nhà ở các cái buồng bệnh, ở trong các cái khu vực điều trị phải mang khẩu trang y tế này, rồi là phải thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa, ví dụ như là phải vệ sinh tay theo đúng quy định, rồi là các cái chất thải sau khi phát sinh xong thì sẽ phải thu gom vào các cái thùng túi theo quy định ở trong các cái buồng cách ly, không được để lưu trữ, không được vứt bừa bãi ở trong khoa phòng, thì như thế nó sẽ giảm thiểu cái nguy cơ ô nhiễm hơn. Thì trên đây là toàn bộ tất cả những cái nội dung liên quan đến các cái nguyên tắc phòng ngừa lây nhiễm do đậu mùa khỉ cũng như là do adenovirus ở trong các cơ sở y tế chúng tôi đã chia sẻ cho các anh chị. Không biết là ở trong lớp các anh chị có câu hỏi nào cần trao đổi không ạ? Vâng, các anh chị học viên ạ, các anh chị có câu hỏi nào thì mời các anh chị ghi vào phần chat ạ, chúng ta có thể để cô Nga có thể trực tiếp trả lời cho các anh chị. À, vâng, nếu như mà các bạn hiện tại chưa có câu hỏi nào thì sau này các bạn có câu hỏi có thể gửi về trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến của huyện Bạch Mai thì chúng tôi sẽ tập hợp để chuyển đến giảng viên để trả lời cho các bạn.